Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Studio và đây là bản tin Ninh News ngày 19 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Và nếu không có gì thay đổi thì ngày mai sẽ là ngày 20 tháng 10. Như đã biết thì năm nay Apple đã ra mắt mẫu iPhone XS và XS Max với thiết kế không thay đổi so với người tiền nhiệm trong năm 2000 vừa rồi là iPhone X. Trong khi đó, các nhà sản xuất smartphone Android thì đã liên tục thay đổi những cái thiết kế mới được phá từ màn hình waterproof cho đến camera thò thụt. Do đó mà nhà thiết kế concept nổi tiếng là Antonio De Rosa đã đưa ra một ý tưởng độc đáo mà Apple hoàn toàn có thể tham khảo cho chiếc iPhone 2019 của mình. Những chiếc iPhone được ra mắt vào năm sau sẽ cần có những thay đổi để tiếp tục hấp dẫn người dùng. Và theo nhà thiết kế này thì đó sẽ là tích hợp thêm một chiếc bút cảm ứng ngay bên trong máy giống như Note 9, cùng với thiết kế tai thỏ mới lạ và cải tiến hệ thống camera sau với 5 ống kính. Bản concept iPhone 2019 độc đáo này đã được Anthony De Rosa chia sẻ trên trang web của mình và ông cũng đã cho biết việc thiết kế tai thỏ lệch không chỉ là một điểm nhấn mà nó sẽ còn giúp tăng diện tích hiển thị của chiếc iPhone lên, nhưng quan trọng hơn là sẽ giúp cho iPhone 2019 này sẽ có vẻ ngoài khác lạ so với hầu hết các smartphone Android cao cấp hiện nay. Sau thành công của loạt sản phẩm Mi 8 với mức giá trải rộng từ tầm trung cho đến cận cao cấp, có vẻ như Xiaomi lại sắp sửa tấn công hai phân khúc này bằng một mẫu máy nữa. Và qua nhờ dò gì thì một mẫu máy Redmi X10 đã được Android Leo xây dựng rất ấn tượng và bản concept này cũng đã tạo ra chiếc Redmi X10 với cấu hình cũng khá hợp lý với con chip Snapdragon 660 với lõi Kirio và RAM 6 hoặc 8GB cùng với ROM là 64 hoặc 128GB. Cùng với đó sẽ đi kèm với một viên pin lithium 4000mAh và hỗ trợ sạc nhanh qua cổng kết nối USB Type-C. Cụ thể, chi tiết cấu hình có thể sẽ là màn hình IPS 6.2 inch Full HD cộng, bộ vi xử lý Snapdragon 660 này, RAM 6 hoặc 8GB, camera phía sau là 13, 13 và 5 megapixel, camera trước là 5 hoặc 8 megapixel, cảm biến vân tay ở phía sau và mở khóa khuôn mặt 3D. Cùng với bộ nhớ trong sẽ là 64 cho đến 128GB. Và với cấu hình dự kiến như vậy thì chiếc Redmi X10 này sẽ được dự đoán là sẽ có mức giá dao động từ 300 đến 350 đô. Như các bạn cũng đã biết thì cái rãnh tai thỏ ở bên trên của điện thoại thì đã có một cuộc chạy đua tuy ngắn nhưng đầy bất ngờ trong vài năm trở lại đây. LG và một startup nhỏ đang lâm vào thế túng quẫn ở Central thì chính là những công ty đầu tiên tung ra các smartphone với đường rãnh màn hình này. Nhưng thiết kế toàn màn hình mà Apple giới thiệu trên iPhone X mới là thứ mà mọi hãng sản xuất điện thoại Android trên hành tinh chọn để học tập. Tuy nhiên thì bắt đầu từ năm sau, có một xu hướng thiết kế mới khá cách tân được cho là sẽ thay thế rãnh tai thỏ này. Công nghệ màn hình có lỗ camera sẽ trở thành một công nghệ phổ biến vào năm sau. Ice Universe đã viết trên trang Twitter của ông như vậy. Và đồng thời thì ông cũng đã hỏi ý kiến của những người theo dõi mình rằng họ có thích cái lỗ camera giống như nốt ruồi trên hay không. Và tất nhiên thì câu hỏi này nghe có vẻ thừa thãi vì câu trả lời hiển nhiên là sẽ ở trung tâm. Nhưng đó không phải là điều chúng ta đang nói đây. Điểm chính yếu sẽ là sau gần khoảng 2 năm tồn tại rãnh tai thỏ thì ông đã tuyên bố rằng đây là xu hướng thiết kế mới sẽ càn quét nền công nghiệp di động từ năm sau. Nó có phải là một cải tiến hay không? Và nếu bạn muốn phủ toàn bộ mặt trước của mình với một chiếc smartphone càng nhiều diện tích càng tốt thì rõ ràng cái bước đi sử dụng cái nốt ruồi camera ở bên trên có thể sẽ là một đường đi mới trong tương lai. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp gì thì hãy để lại thật nhiều về dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.